Trời ơi, Ad, quay đây nè. Đúng rồi, vị trí mà. Sao vậy? Đâu hai lần rồi. Hôm qua ba lần như vậy, giao hai ba lần như vậy. Sao đúng rồi? Đó gì đó? Không ra ba lần rồi thua rồi chứ ai đây giữ ba lần vậy? Cười chết anh. Ông Khánh nó còn chuồng nó điều chỉnh lại mà nó kia giao ba lần nó ăn luôn. À, hai lần nó đã ăn rồi. Cho quốc tế cho thấy vàng với đó. Hay quá hả?
lý hả? Bật lý hả? Bật lý hả? Bật lý hả? Ừ. À mà. Không mà. Cũng người bắt sáu bắt sáu. Phải chịu khổng này chứ. Bốn sáu này. Hay quá. À bật lý hả? Ở đây bật lý cũng giỏi vậy nha. Giỏi phần không á. Bật lý hả? 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 Quân à? Bật cái này sao đều Cường không? Cường không? Anh Cường giỏi luôn á, cấp độ A luôn á. Đó đúng vật lý rồi. Chù, chà xếp nữa là đi ra ngoài luôn rồi. Ở chung. Đây. Sao vậy? Trời ơi, cơ hội tới. Oh.
chết rồi. Vô quánh trong quánh về vô thấy trong là coi như là mình mớp là bể rồi, lấy cái khác. Kệ đi, để nó chung cho nó khỏi thấy. Để chung cho khỏi thấy. Vô. Ôi trời, mà hay dữ trời. Hay không? Hay, đánh hôm qua mà hay. Không biết mua lại tại sao. Ai là hay, thua là dở rồi. Ai mất chết rồi bây giờ. Ai đây nè, đây nè.
hay quá. Được đó. Vật lý này hồi xưa thi 10 4 con 10 luôn á xưa lên. Họ sáng giờ không biết bơi cũng thấy vậy. Sao? Đứng cái dầu mấy chục năm rồi mới hiểu cho người ta like chứ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi, lại cái hẹn vậy. Mà, chướng cái nào. Ôi, chướng cái nào không? Hay quá, đúng rồi. Cứ dậy đi, đậu bội, cứ dậy đi. Mở chung, mở lại vậy. Mở. Đây. Đây, quá luôn. Trời ơi, đừng rồi. Lũng rồi, đậu bội lũng rồi. Trời ơi. Mình có cầu mà đánh vô hoài vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.